Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa trắng trời, xối xả trút xuống liên tục cả ngày và đêm mà không có dấu hiệu ngừng lại đã khiến cho hàng loạt các khu vực ở miền Trung lại chìm trong biển nước. Cấp độ rủi ro thiên tai đang có xu hướng gia tăng khi mà dự báo các tổ hợp hình thế gây mưa vẫn đang duy trì hoạt động mạnh trên khu vực. Lúc này vừa có gió đông bắc của không khí lạnh dồn xuống và vừa có gió đông ẩm từ biển liên tục đẩy vào. Trên ảnh mây vệ tinh có thể thấy rõ là khối mây dày đậm đặc đang bao trùm từ Nghệ An trở vào cho tới Quảng Ngãi, trong khi ngoài biển thì khối mây dông vẫn tiếp tục có dấu hiệu di chuyển vào. Dự báo trong đêm nay cho tới sáng ngày 15 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Nam sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm. Riêng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 800mm. Ở khu vực phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi, lượng mưa có giảm hơn nhưng vẫn có điểm trên 200mm. Do mưa rất lớn, cảnh báo lũ đang lên nhanh. Từ nay cho tới ngày 16 tháng 10, trên các sông từ Nghệ An cho tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông là từ 3-8m, ở hạ lưu từ 1-4m. Mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La, Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình cho tới Quảng Nam lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất là rất cao, quý vị hết sức đề phòng. Trở lại với thông tin thời tiết các tỉnh thành phía Bắc, đêm nay nền nhiệt trên khu vực duy trì mức thấp, trời se se lạnh. Còn trong ngày mai thì miền Bắc trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 28 cho đến 30 độ và trời mát. Còn ở phía Nam, mưa dông cũng lui về chiều tối, còn ban ngày thì trời nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất ngày duy trì ổn định, không quá 29 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Còn khu vực các tỉnh thành Nam Bộ không vượt quá 34 độ. Trên biển, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông, khiến cho ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa đều có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa có gió giật mạnh tới cấp 7. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 13 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.